cái xe này là giảm cái sức di chuyển cho người khuyết tật, à, nó được cải tiến thêm cái phần điện và cái phần truyền động ấy, thì nó tạo ra một cái khớp một chiều để thay vì là mắc cứng với cái tay tay đẩy, thì khi mà xe điện chạy thì cái tay đẩy nó vẫn không lắc theo, trong cái bộ cái năng lượng mặt trời dùng để hỗ trợ cho cái ắc quy ở phía dưới, tức là khi mà trời nắng to thì gần như là không phải sạc điện khi lên xe.